Mới đây nhiều người đi đường ngỡ ngàng khi thấy một cô gái trẻ bất ngờ châm lửa đốt chiếc xe SH trong công viên ở Bình Dương. Thông tin ban đầu khoảng ngày 12 giờ trưa ngày 18 tháng 3, người dân thấy một cô gái trẻ đứng ở công viên 2 tháng 9, khu phố Nhị Đồng 2, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương.